Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương tỉnh Tiền Giang đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia bộ sưu tập vàng lá chạm khắc hình voi của nền văn hóa Ốc Eo. Di tích Gò Thành thuộc nền văn hóa Ốc Eo tọa lạc tại ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Gia Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trong 2 năm, từ năm 1988 đến năm 1989, Bảo tàng Tiền Giang đã kết hợp với Trung tâm Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành hai mùa khai quật khảo sát tại di tích này. Các nhà khảo cổ đã phân tích một số mẫu vật nơi đây và kết luận khu di tích khảo cổ Gò Thành có niên đại từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên. Đây là một khu di tích đặc biệt vì nơi đây còn lưu trữ khá nguyên vẹn và phong phú với ba loại di chỉ khác nhau là di chỉ cư trú, di chỉ kiến trúc và di chỉ mộ táng. Trong đợt khai quật khảo cổ này, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị, trong đó bộ sưu tập vàng lá chạm khắc hình voi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021. Bộ sưu tập vàng lá chạm khắc hình voi gồm 18 hiện vật. Đây là bộ sưu tập gốc độc bản có hình thức độc đáo và giá trị đặc biệt tiêu biểu về văn hóa, lịch sử và khoa học nghệ thuật. Bộ sưu tập hiện vật vàng lá chạm khắc hình voi của di tích Gò Thành mang đậm dấu ấn văn hóa Ấn Độ, là sản phẩm của quá trình trao đổi giao lưu giữa cư dân văn hóa Ốc Eo và nền văn hóa Ấn Độ vào những thế kỷ đầu Công nguyên và kéo dài trong suốt chiều dài lịch sử của nền văn hóa Ốc Eo có niên đại thế kỷ thứ 6 đến 8. Trong năm 1988 cho tới năm 1990 thì bảo tàng phối hợp với cái viện khảo cổ của thành phố Hồ Chí Minh thì khai quật thì được rất nhiều hiện vật. Và trong đó thì chúng tôi thì cũng đã phối hợp với các nhà khoa học thì làm cái hồ sơ. Thì trước đây cũng đã làm được một cái hồ sơ đã công nhận được cái bảo vật quốc gia là Vĩnh Hưu. Và năm 2021 này thì chúng tôi tiếp tục và phối hợp với các nhà khoa học và làm cái hồ sơ và đã trình chỗ Bộ Văn hóa, và Bộ Văn hóa đã trình cho Thủ tướng. Thì Thủ tướng đã công nhận là tiếp tục công nhận cho Tiền Giang được thêm một cái bộ là 18 lá vàng là cái bảo vật quốc gia. Thông qua những hiện vật này giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về nhiều góc độ khác nhau, từ đặc trưng phong cách đến nội dung tôn giáo và mối giao lưu giữa yếu tố văn hóa bản địa và văn hóa ngoại nhập trong thời kỳ văn hóa Ốc Eo cũng như giai đoạn muộn của nền văn hóa này.